Em xin chào buổi tối cả nhà mình ạ. Hôm nay tối nay cả nhà còn đi chơi lễ không cả nhà ơi? Tối nay em lên tiếp tục bà ba cho các chị nha. Rất là đẹp luôn. Em còn bộ này em còn số lượng ít thôi, nên là em tranh thủ em like cho các chị nha các chị ơi. Em tranh thủ like bộ bà ba ống rộng nút thắt này cho các chị đẹp nhà em ha. Tại vì lô màu này nữa là em hết rồi, em chưa có lên lô tiếp theo. Hay là chị nào thích bà ba màu thì cái chị tranh thủ cái chị chốt nha các chị. Áo này thì về cái chị có thể là tách ra cái chị mặc dưới quần đen cũng được nha. Còn quần màu này thì các chị có thể tách ra cái chị mặc dưới áo bông cũng được. Đó, mua bộ này á, là nó tiện lợi lắm mấy chế. Vừa làm mà vừa phối lộn xộn được nha. Em chào chị Thi Lệ, em chào cả nhà mình. Nguyên em đứng lên lấy chị cái điện thoại luôn. Bữa nay cúp mắt nó giảm sà bông nè. Bữa nay mới biết luôn. Hình như nó còn ngày nữa đó, em coi thử. Em thấy nó để 30/4 nè, tại giờ em nay tại nước giặt nè. Ừ, bữa chị cũng định đi mua đó. 30/4 mộng năm nó có mộng năm nữa. Mộng tháng năm có hai ngày cuối cùng. Cái này là hết luôn rồi hả? Một tháng năm nè. À, biết vậy hồi chiều đi được rồi. Mà hỏi gì? Chị cũng đang mua, cần mua nước giặt. Coi coi có ngày nào ngày hai không? Chị tưởng là nó qua bữa giờ rồi chứ. Bữa nó ví dụ mà ngủ chị Điệp đi đó, trước lễ đó. Cái này nó áp dụng ngày 30/4 với 1 tháng 5. Hay ghê. Bộ em mặc là giá 140 nha cả nhà ơi. Quần ống rộng nha, bộ bà ba nút thắt quần ống rộng à. Bà ba áo lẻ bông em còn nha chị ơi. Em chào chị Trọng Nguyễn. Dạ ăn lễ cũng bình thường hả chị. Em về quê bữa thứ bảy chủ nhật. Em lên ngày hôm qua. Và hôm nay là bắt đầu live với các chị. Ý em về quê không à, em không có đi đâu hết á. Về quê nha. Rồi bộ em đang mặc, các chị lên giúp giùm em là màu vàng đậm nha các chị. Vàng đậm chị mặc size 1. Chị mặc size 2. 2, 3, đậm hết một hôm bữa mình lại 2, 3, 4, 5, 6. Rồi vàng đậm em đang mặc là em còn 2, 3, 4, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em ở vàng đậm nha. Quần ống rộng nha, cái chị rất là đẹp luôn ạ. Áo này cái chị tách ra cái chị mặc với quần đen cũng được. Còn quần này thì cái chị tách ra cái chị mặc với áo và ba bông ha, cũng rất là ok. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em là vàng đồng. Em sẽ lên màu cho các chị nha. Cái này nó có nhiều màu nhưng mà em còn số lượng ít nha mấy chị ơi. Nhiều khi cái size nó không có còn đủ màu, không còn lẻ. Màu này lên giúp em màu xanh lá đậm cả nha. Chốt em màu màu 2 luôn. Vậy là 2, 4. Xanh lá đậm này em còn được có size 2 với size 4 rồi các chị. Xanh lá đậm này em chỉ còn size 2 với size 4 thôi nha. Cả nhà chốt em màu xanh lá đậm. Chốt em màu xanh lá đậm. Màu này lên giúp giùm em là màu tím rút. Chốt em màu tím rút. Tím rút em còn được size 1 với size 2. Size 1 là 50-51kg trở lại. Size 2 là 55-56kg tùy chiều cao ha. Chị nào là khách mới thì chịu khó cho em cân nặng kèm theo chiều cao luôn nha cả nhà. Rồi lên giúp em màu tím rút. Cái màu này thì rất là sang và rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu tím rút. Rồi chốt em màu này màu xanh ngọc cả nhà. Chốt em màu xanh ngọc ạ. Xanh ngọc. Có chị nào đẹp đi chơi lễ ở Cần Thơ không?
Cho em màu xanh ngọc nha các chị ơi. 1, 2 3, đủ size. Rồi, màu xanh ngọc này em còn được từ size 1 đến size 6. Nhưng mà em còn mỗi một size còn ít bộ thôi nha cả nhà. Cho em màu xanh ngọc ạ. Lên giúp em màu xanh ngọc, rất là đẹp luôn. Màu xanh ngọc. Rồi, màu đỏ thắm. Đỏ thắm là em còn được size số 2 3. 2 với 3, lên giúp em màu đỏ thắm. Bà ba áo lẻ chút xíu em lên nha chị. Rồi, lên giúp em màu đỏ thắm cả nhà mình ơi. Đỏ thắm. Đỏ thắm em còn được size 2 với size 3. Các chị đẹp chốt em màu đỏ thắm. Chốt em màu đỏ thắm nha. Tại cái bộ này em thấy đẹp mà nó còn số lượng ít đó. Hồi chưa em like có một số chị xem chưa có được. Em thấy sau like mấy chị vẫn còn chốt đó, nên là tối nay em lên lại cho các chị thêm một like nữa ha. Rồi lên giúp em màu tím cà. Cái màu này nó đẹp gì đâu mấy chị. Đẹp mà nó ngọt nữa. Lên giúp em màu tím cà em còn được 3, 4, 5. Cái đó mấy 3. Vậy là 3 với 5 hả chị? 3 với 5 ha, tím cà chỉ còn được size 3 với size 5 thôi. Cái chị đẹp lên giúp em. Rồi 3, 5, 6 ha, tím cà còn được 3, 5, 6. Rồi màu hồng voi. Hồng voi là còn được size 1. 1, 3, 4, 5, 6. 140.000 một bộ nha chị Hào Trang ơi. Màu hồng voi em còn được 1, 3, 4, 5, 6. Em hết size 2. Chốt em màu hồng voi. Màu này đẹp lắm luôn nè. Chốt em màu hồng voi nha cả nhà. Hồng voi em còn được 1, 3, 4, 5, 6. Rồi màu đen. Màu đen em chỉ còn được có size số 1. Như còn được size 1 với size 5 hay sao? 1 với 4. Màu đen em còn được size 1 với size 4. Bộ em đang bận là màu vàng đậm á, chị Lài Quỳnh á. Chị Lài Quỳnh cho em cân nặng và chiều cao để em lấy size cho chị nha. Rồi lên giúp em màu đen đi cả nhà. Màu đen em còn được size số 1 với size số 4. Lên giúp em mã đen. Bộ này em có size cho các chị từ 45-46kg đến 75-76kg mặc vừa nha. Nhưng mà màu là nó còn lẻ màu nha mấy chị. Mỗi một size nó sẽ còn lẻ màu, nó không có còn đủ. Màu mà màu này lên giúp em màu lạ. Màu lạ thì hiện tại em chỉ còn được size 1, size 2, size 4, size 6. 1, 2, 4, 6. Màu lạ này em còn được 1, 2, 4, 6. Chốt em màu lạ, em đang mặc là màu vàng đậm nha. Màu vàng đậm. Rồi màu này lên giúp em màu tím đậm. Tím đậm là em còn duy nhất size số 2. Em là 1m58 nha các chị, em nặng 50kg. Em đang mặc size số 2 là nó hơi rộng so với em nè. Bình thường là em mặc size 1. Tím đậm em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. 51-52kg đến 55-56kg với chị đẹp nha, em mặc vừa. 78kg chị cao bao nhiêu, chịu anh Dung rồi. Chị cho em cái chiều cao mới được. 1m56-55kg là chị Lài Quỳnh size số 2. Chị Lài Quỳnh lên giúp em vàng đậm 2 đi chị Lài Quỳnh. Để em bấm biêu chế nha, vàng đậm 2. Size của chị là chị, cân nặng chiều cao của chị là chị mặc size 2 là vừa đẹp. Lên giúp em dịp vàng đậm 2 đi chị, hoặc chị thích màu nào chị có thể lên nha. Rồi lên giúp em màu đỏ rượu. Đỏ rượu hiện tại em chỉ còn size 2 thôi các chị. Màu đỏ rượu này hiện tại em cũng còn size số 2 à. Chốt em màu đỏ rượu, 140.000 một bộ. Rồi màu này lên giúp dùm em là màu lam. Chốt em màu lam nha các chị. Vàng đậm size số 3 em chốt cho chế Phạm Hằng. Là hết. Vàng đậm 4 em chốt cho chế Hồng Thúy. Lên giúp em màu lam. Lam hiện tại là em còn được size 2. Size 2, size 5, size 6. 2, 5, 6 cho màu lam. Màu lam em còn được size 2, size 5 và size 6. Màu tím đậm không? Ủa, không phải, lộn rồi, chị Hồng Thúy không có tím đậm. Sorry. Em đọc nhanh, em tưởng là chị chốt vàng đậm. Màu tím đậm em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi, không có size số 4 nha, nên là chị không có. Rút cho chị bộ màu tím sen đi. Chị Hồng Thúy không có tím đậm 65kg nha. Vàng đậm size số 2 em chốt cho chế Lài Huỳnh. Ok chế Lài Huỳnh. Rồi lên giúp em màu lam cả nhà ơi, màu lam. Cái chị cho số ký thì cho luôn giúp em cái chiều cao nha cả nhà. Rồi màu này lên giúp em màu đỏ đô cả nhà ơi, màu đỏ đô. Cái màu này nó cũng không có đậm lắm đâu nha cái chị. Nhưng mà tại vì em lên cái màu đỏ rượu rồi nên là cái màu này nó là màu đỏ đô giúp em ha, nó cũng hơi hồng hồng nhạt nhạt tí xíu vậy nè. Nó hơi đỏ hồng tí xíu. Chứ nó cũng không phải là đỏ đô mà màu sậm xuống. Rồi lên giúp giùm em màu này ạ. À. Chốt em màu đỏ đô. Đỏ đô em còn từ size 1 đến size 6, chốt em đỏ đô. Rồi màu tím sen.
Tím cà em còn size số 3 chế hồng hoa ơi. Dạ em cảm ơn chế Hương Ngọc rất là nhiều. 456 tím sen. Tím sen em còn được size 4, size 5 và size 6. Dạ màu lam em hết size số 3 rồi chế. Size số 3 em chỉ còn màu đỏ thấm nè, màu hồng voi nè, màu tím cà nè, màu xanh ngọc với lại là màu đỏ đô à. Size số 3 còn ít thôi chứ. Màu lam size số 2 cho chế Lài Quỳnh. Bộ chị mặc size mấy? Size 2. Chị Lài Quỳnh. Cái bộ màu lam á, ở phía sau nó như này chứ. Bộ này nếu mà chế lấy thì em sẽ giảm giá cho chế nha. Tại vì cái này nguyên cây vải nó bị luôn. Mà sao nó bị trên cái áo mà cái quần có thôi. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy nha chị, nhìn kỹ mới thấy giống như là nó bị phúng màu á. Cái lúc mà nhuộm màu, tại cái màu lam này nó hơi sáng, thì giống như là nó bị phúng cái màu qua á chị. Nó chấm chấm vài chỗ trên cái áo và cái quần. Nhưng mà nhìn kỹ mới thấy, còn khi mà chị mặc bình thường như thế này thì mình không có thấy nha. Nhưng mà lợi sát, đứng sát bên mà để ý tí xíu là sẽ thấy đó. Đây là bộ này em sẽ giảm cho cái chị ha. Nếu mà chị nào lấy bộ lam này á, bộ lam này thì em sẽ giảm cho cái chị còn 110.000. Chị 110.000. Chị nào đồng ý thì lấy ha. Thật ra thì nhìn kỹ mới thấy, còn nhìn sơ sơ nè, cái chị thấy không nào, nó vậy nè. Cái đốm này á là nó vậy nè, nó đốm vậy nè. Đó. Nguyên cây vải nó bị luôn cái chị. Hôm nay em đã có chị khách chị nói em mới để ý em mới thấy. Bình thường em cũng không có để ý nữa, mặt em không có để ý. Nếu chị lấy thì em giảm cho mình 110 ha. Còn nếu không chị chọn cái màu khác giúp em cũng được, không sao hết nha chế. Rồi ok, chốt cho chế Lài Quỳnh ha. Em ghi dùng 110 thôi. Nó không có ảnh hưởng gì đâu chị. Tại vì nó chấm chấm giống như khi mà nó nhuộm vải á. Cái màu này em nghĩ là nó để gần cái màu xanh á. Nó phúng ra về chấm vậy đó. 140.000 một bộ à. 140.000 một bộ nha chị Hoa Thạch Kim ơi. 140.000 một bộ nha cả nhà. Màu vàng em đang mặc có size số 2 con người đẹp. Dạ có nha chị ơi, chị My Quỳnh. Màu vàng em đang mặc còn size số 2. Chị nào lấy màu lam thì em chỉ tính cái bộ màu lam 110.000 thôi nha chị. Chị Lài Quỳnh chưa có bill nào. Màu lam thì hiện tại là em chỉ còn 56. Em chỉ còn size 5 với size 6 thôi. Rồi chốt em màu tím sen, cái màu này rất là đẹp nè. Màu này em chỉ còn được có size 4, size 5 và size 6 thôi. Chốt em màu tím sen, em đang mặc là màu vàng đậm nha các chị. Màu tím cà đẹp lắm chế ơi. Chế lấy màu tím cà đi, tím cà em còn được size 3 với size 5 với size 6 à. Tím cà em chỉ còn được 3, 5, 6 thôi. Cái màu tím cà rất là ngọt và rất là đẹp. Một bộ vàng size số 2 cho chế My Quỳnh. Chế nào size 2 là còn được nhiều màu nè. Màu tím rút size số 2 cũng rất là đẹp ha. Tím rút em còn được size 1, size 2. Tím đậm thì em cũng còn được duy nhất size số 2. Màu đỏ rượu cũng còn được size số 2. Tím cà. Ok, chế My Quỳnh nha. Em thấy số điện thoại của chị. Chị có số điện thoại ở bên em rồi đó, có mua hàng rồi chị. Chế nào hỏi em tím cà này lấy đi chế. Size 3, em còn được size 3, size 5 với size 6. Tím cà. Size 3 của bộ này là tầm khoảng 57kg đến 61-62kg là mặt giường. Tiếng cà 3 chốt cho chị Nguyễn Thị Hồng Hoa. Còn bọn nó chị chọc. Đúng rồi. Em mặc cái màu xanh ngọc cho các chị xem. Cái màu xanh ngọc cũng đẹp nữa nè mấy chị. Màu xanh ngọc với màu hồng voi nha. Màu xanh ngọc với màu hồng voi đều đẹp. Đây là màu xanh ngọc. Có màu đen nha chị Hà Đỗ ơi. 50kg cho em xin chiều cao đi chế đẹp ơi. 50kg cho em xin chiều cao nha. Màu đen hiện tại em chỉ còn được có size số 2 với size, ủa size 1 với size 4 à. 2 hả? Vậy màu đen em còn size 2 với size 4 chứ ơi, không phải size 1. Chưa giờ cứ lộn. Màu đen hiện tại em còn được size 2 với size 4. Rồi màu em đang mặc là màu xanh ngọc mà. Đây để em lên một bộ màu hồng voi cho các chị xem. Rồi em đang mặc là màu này là màu xanh ngọc cả nha. Màu xanh ngọc nha. Em là 1m58 nha các chị. Đây các chị nhìn cái chiều dài em mặc nha.
form quần. Form quần thì cái chị mặc chân cao nó cũng rất là đẹp. Em đang nhón lên rất là đẹp luôn ha. Nên chị mặc bộ này nhìn mình cao lắm, rất là đẹp luôn. Em đang mặc là màu xanh ngọc. Màu đen 1m50 mà nặng 58. Ở quên, 1m58 nặng 50kg thì chị mặc nó sẽ thoải mái xíu á chị. Thì Nguyễn ơi được không ạ? Vải thun lai dâm như chị Nguyễn Mai. Nếu như mà eo của chị 70 trở lên thì chị mặc nó sẽ đẹp ha, nó sẽ vừa luôn. Còn nếu như mà eo của chị dưới 70 thì chị mặc nó sẽ hơi thoải mái tí xíu, phải nhấn ben vô xíu giùm em. Cho chị màu hồng size số 2 nữa nha. Hình như là còn không ta. Cái đó size 1 đó. Rồi, hồng voi em hết size số 2 rồi chứ. Mỹ My Quỳnh ơi. Hồng voi chỉ còn 3. Chứ lấy màu xanh ngọc em đang mặc được không? Màu hồng voi nó chỉ còn 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6 thôi. Dạ, 1, 3, 4, 5, 6 rồi. Chế màu hồng voi này em hết trơn size 2 rồi. Đen 4 em chốt cho chế Hoa Lê. Là hả? Rồi vậy là đen 2 em chốt cho chế Hiền Nguyễn. Là em hết đen. Hết đen luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi là đen em hết luôn, không còn bộ nào nữa nha cả nhà. Rồi lên giúp em màu hồng voi. Hồng voi em còn được 1, 3, 4, 5, 6. Chốt em màu hồng voi. Màu lạ này cũng đẹp nè chị. Màu lạ này nó cũng đẹp nè. Chị My Quỳnh, chị mua 5 bộ 5 màu mặc đẹp, vợ ai cũng tưởng là mai. Dạ em cảm ơn chị Hạnh Phạm. Cái này đẹp lắm cả nhà ơi. Cái bộ này cái chị mặc sang và đẹp lắm. Cái này là mang ra mấy chị mà mang đôi dép lên tầm khoảng 5 phân 7 phân cái nữa ha, là nhìn cái dáng rất là đẹp, rất là thước tha luôn. Lấy mã lạ này đi chế, mã lạ này đẹp nè. Hết màu đen rồi chế Phương Nguyên. Bộ 2 với bộ 4 em chốt cho khách là hết luôn rồi. Em đang mặc là màu xanh ngọc. Màu này lên với em màu lạ đi cả nhà. Size 2 có màu lạ chị. Size 2 em còn được một bộ đó, chứ lấy đi để hết á. Này em đang cầm là như là size 1. Rồi mà lạ em còn được bộ size 2 đó chế My Quỳnh, em chốt cho chế luôn nha. Để thôi hết đó. Còn có 1 bộ à. Rồi lạ em chốt cho chị, lạ 2 cho chế My Quỳnh là em hết lạ 2. Là hiện tại là em còn được 1, 4, 6 à? Còn 6 thôi. 6 đúng rồi. Rồi mã lạ này hiện tại em còn được 1, 4, 6 thôi nha cả nhà. Màu xanh ngọc với màu lạ size số 2 hả? Cô Hồng Nguyễn ơi con hết lạ 2 rồi. Con lấy cho cô xanh ngọc nha. Cô chọn qua cái màu khác giùm con được không? Với lại là cô cho con cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha cô. 58kg cho m55 là size số 3 nha chứ An Thành ơi. Hồng voi size số 4 cho chế Hoa Lê. Chế Hoa Lê đi du lịch về cho chế Hoa Lê 140.000 một bộ nha cả nhà. Lạ 6 em chốt cho chế Phượng Thí. Là nè chế về chế alo em nha. Ở bên chế nhắn em nha, để em gửi đồ cho chế. Màu lạ, màu lạ hiện tại em còn được size số 1 và size số 6 thôi cả nhà. Mới chốt rồi. Mới chốt lạ 6 luôn rồi. Mới chốt lạ 6 là hết cho luôn chị rồi hả? Phượng Thế đúng rồi. À, vậy là lạ 6 em hết luôn, em còn bộ lạ 1 duy nhất. Tím cà còn một được một bộ size 3 đó chế. Chế lấy đi để hết á. Tím cà còn được bộ size 3. Size 3 tím cà còn được 1 5 ủ anh 3 5 6. 3 5 6. Cô Hồng Nguyễn cho con cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha cô ơi, để con lấy size cho con nha. Xanh ngọc size số 3 cho chế An Thành. Ok chế An Thành là em hết xanh ngọc 3 luôn. Ok em có số điện thoại của chế An Thành. Màu hồng voi nè các chị. Bộ tím cà size số 3 là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa nãy có rồi mà. Chị có rồi nha chị Hồng Hoa ơi. Rồi lên giúp em màu hồng voi đi cả nhà. Màu hồng voi em còn được size số 1, số 3, số 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6 cho màu hồng voi. Chị Phương Nguyễn ơi em không có tím đậm 3. Tím đậm em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. Size số 3 hiện tại bây giờ là còn được màu đỏ. Màu đỏ thấm em với màu đỏ đô với màu hồng voi em đang mặc nè.
nha chị, hai mã này không có cái nào có chứ. Nâu đậm, tím cà. Không có màu nâu đậm nha chị Phương Nguyễn. Nãy giờ em không có lên màu nâu đậm, chị được có một bộ tím cà hả chị lấy không? Hết rồi chị Hồng Hoa ơi. Chị Hồng Hoa lấy thêm chứ không để thêm nên em nói là chị Phương Nguyễn có lấy không chị Phương Nguyễn ơi. Nâu đậm em không có chị, nãy giờ em đâu có lên màu nào màu nâu đậm đâu. Không có màu nâu đậm như chế. Hồng voi xe số 3 em chốt cho chế Linh Dung. Dạ hết rồi chứ ơi, size số 3 màu xanh lý em hết rồi. Xanh lý em còn được size 4. Xanh lý em còn được size 4, size 3 em hết rồi chị. Không, em không có màu nâu chị. Không có màu nâu. Size số 3 bây giờ là em còn được màu đỏ thấm, màu hồng voi với là màu đỏ đô nha. Rồi chị có lấy bộ màu tím cà không? Lấy thì em chốt, chứ em không có màu nâu. Và size 3 em cũng còn bao nhiêu màu đó đó, chứ nó không có còn màu khác. Màu đỏ thấm, màu hồng voi với lại là màu đỏ đô nha chị Phương Nguyễn. Màu vàng em còn màu vàng tươi nha chị ơi. Em còn màu vàng tươi được không chị ơi, chứ màu vàng đồng em hết rồi, màu vàng đậm em cũng hết rồi. Chị Phạm Thị Thúy Phượng, vàng là em còn vàng tươi chị. Đây này nè. Màu em đang mặc cho chế Chu Mỹ, màu hồng voi, size 3. Là em hết hồng voi 3. Em không có màu xanh đen chế Thương Hoài, em không có màu xanh đen. Em có màu xanh lá đậm. Xanh lá đậm là em còn được size 1. Size 2, size 4. Hai với 4 chứ không có 1 luôn. Xanh lá đậm này còn size 2. Rồi chị Phương Nguyên không lấy. Vậy là em chốt cái bộ tím cà đó cho thêm cho chế Hồng Hoa đi. Là hết tím cà 3 đi. Vậy là chế Hồng Hoa được 2 bộ tím cà 3 nha chế Hồng Hoa ơi. Màu hồng voi hiện tại là em còn được 1456 nha cả nhà, 1456. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh lá đậm. Xanh lá đậm hiện tại em còn được size 2 với lại là size 4. Màu xanh lá đậm. Size 2 với size 4 giúp em nha. 140.000 một bộ, xong cái này em sẽ lên cho cái chị bà ba áo lẻ nha các chị. Rồi chốt em xanh lá đậm đi cả nhà. Xanh lá đậm em còn được size số 2 và size số 4. Cái chị đẹp chốt em ha. Em mặc size 2 là nó hơi rộng nha mấy chị. Size 2 là tầm khoảng 51-52kg đến 55-56kg chị mặc ok. Rồi lên giúp giùm em màu xanh lá đậm. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cái màu này ở ngoài nó đẹp hơn trên like mấy chị. Ở trên like lên cái ánh đèn nó chá nhìn không có đẹp. Xanh lá đậm em còn được size 2 và size 4. Tím ruốc em còn được size 1 với lại là size 2. Em thấy số điện thoại của chị rồi nha chị Chu Mỹ ơi. Chị có mua hàng ở bên em rồi, còn lưu số điện thoại nữa chị. Chốt em màu này màu tím ruốc đi cả nhà. Tím ruốc em còn được size 1 với size 2. Cái chị đẹp chốt em màu tím ruốc. Màu này quá đẹp. Chốt em màu tím ruốc nha. Tím ruốc em còn được size 1 với size 2. Lên giúp em. Màu xanh lá đậm size số 2 em chốt cho chế Hồng Nguyễn. Chị Hồng Nguyễn khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Hồi nãy giờ em hồi nãy giờ xin mà chưa có thấy mình lên.
màu xanh ngọc với màu xanh lá đậm. Em đang mặc là màu tím rút nha cả nhà, tím rút em còn được size 1 với size 2, cái chị đẹp chốt em màu tím rút. Khách mới chịu khó cho em cân nặng chiều cao đi cả nhà ơi, confirm cho nó ok nha. Rồi lên giúp em màu tím đậm. Tím đậm em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi cả nhà. Tím đậm em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. 55 56 kg trở lại tùy chiều cao nha. Màu tím đậm em chỉ còn duy nhất size số 2, chốt em màu tím đậm. Rất là đẹp luôn, màu tím đậm ạ. Đỏ thấm em còn được size 2 với size 3. Đỏ thấm em còn được size 2 với size 3, chốt giúp em màu đỏ thấm. Màu này rất là đẹp. Đỏ thấm em còn được size 2 với size 3, các chị đẹp lên giúp em màu đỏ thấm. Em chào chị Hồng Lê. Màu đỏ rượu em còn duy nhất size số 2 luôn cả nhà. Đỏ rượu nha. 55 56 kg trở lại lên giúp em màu đỏ rượu. Đỏ rượu em cũng còn duy nhất size số 2. Đỏ thắm size số 2 em chốt cho chế chôm chôm. Lâu lắm rồi mới gặp chế chôm chôm. Chế Hồng Nguyễn không có thông tin gì hết, em quỷ bill nha chị. Chị Nhung Đỗ. Đỏ thắm size số 3. Bộ tím là chế lấy tím nào chứ ơi, chế lấy tím đậm hay là tím rút ạ? À? Chế Nhung Đỗ. Tím đậm hay tím rút chế Nhung Đỗ rồi. Rồi màu này lên giúp em màu hồng sen. Chế nào size 4? 4 5 6 hả Nguyên? Hồng sen còn 4 5 6 hả? Ủa màu tím sen. Tím sen em còn được size 4, size 5, size 6. Chế nào vừa size 4 5 6 lấy đi cái chị. Bộ tím sen này rất là đẹp nha. Cái màu ngoài nó đẹp hơn ở trên line. Rồi màu vàng đậm. Vàng đậm là em còn được size 1, size 3. Ủa 1 4 chứ. 1 4 5 6. 2, 4, 5, 6, hết 1 luôn rồi. 2, 4, 5, 6 cho màu vàng đậm. Đỏ thấm xe số 3 em hết rồi, chế Linh Dung rồi. Chốt cho chế Nhung Đỗ là em hết rồi. Chế Nhung Đỗ lấy tím nào à? Tím rút hay tím đậm chứ ơi. Ra màu lạ nha cả nhà. Lạ em chỉ còn duy nhất xe số 1 thôi. 50, 51 kg trở lại mặt giường. Chốt em màu lạ. Rồi chốt cho chế Nhung Đỗ là tím đậm. Rồi tím đậm size số 2 với lại là màu đỏ thấm size số 3. Em ship rồi kìa. Rồi màu cuối cùng là màu đỏ đô cả nhà. Đỏ đô em còn từ size 1 đến size 6. Chốt em màu đỏ đô. Là em hết nha, em hết màu của cái này. Rồi chế gì đây? Chế Hồng Nguyễn không có thông tin cân nặng chiều cao, không có số điện thoại, em quỷ bill nha. Không có hỏi em sao mà không gọi chốt đơn nha. Em chào chị Dương Thùy. Rồi màu cuối cùng là màu đỏ đô giúp em. Đỏ đô em còn từ size 1 đến size 6. Các chị mua hàng cho trực tiếp trên live giùm em nha. Inbox em không có trách nha mấy chị. Bạn chốt đơn không có chết inbox được. Rồi lên giúp em màu đỏ đô cả nhà. Đỏ đô em còn từ size 1 đến size 6. Chốt em màu đỏ đô nha. Rất là đẹp luôn. Chốt em đỏ đô. Bộ em mặc là giá 140 nha các chị. 140
bộ bà ba quần ống rộng nút thắt giúp em ạ. Rồi em qua mẫu cho các chị nha. Bây giờ em sẽ lên cho các chị là bà ba áo lẻ. Đỏ đô size số 3 cho chị Linh Dung. Dạ số điện thoại chị còn xài số cũ đúng không chứ Châm Châm? 0333 4 bang số 616. Địa chỉ mình cũng địa chỉ cũ luôn đúng không chị? Ở Long Hồ Vĩnh Long đúng không? Nếu mà không có thay đổi gì thì khỏi cho lại nha chứ. Rồi em lên cho các chị áo và ba lẻ cả nhà mình đó. Áo và ba lẻ nha. Bên góc cái gì? Như là sau lưng chị đó, ba ba lẻ bên góc đó. Góc sát phía ngoài nhìn tay chị này. Dạ ok chứ Châm Châm. Sô len màu thiêu em có nha chứ ơi. Mà bây giờ nó đang nằm ở dưới lầu rồi. Nó đang nằm ở dưới lầu, em đưa nó xuống kho rồi. Bây giờ lên áo và ba lẻ trước nha cả nhà. Áo và ba lẻ chất thon nhật nha cả nhà. Cái này em còn lẻ size nha các chị. Cái này các chị chịu khó lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao em lấy size cho các chị nha. Tại vì cái form áo này nó sẽ gọn, nó sẽ nhỏ, với lại là chất liệu vải của nó là von lụa. Nên là nó sẽ co giãn ít hơn là cái khung lai dông của mình. Nên là cái này chị làm nếu được thì các chị cho em cân nặng chiều cao giúp em để em lấy size cho các chị nha. Áo này thì 90.000 một áo. Hoặc là chị hoặc là cô nào hoặc chị nào mà có bụng hoặc là hơi lớn tuổi tí xíu thì mình có thể lên size giùm em. Để thôi về mình mặc không vừa. Tại cái form này nó gọn nha mấy chị. Như em á là em mặc bình thường, nói chung là em mặc là vừa y cái form của em luôn đó. Nhưng mà có một số chị với một số cô là lớn tuổi hoặc là mình có bụng nhiều á thì lại mặc không vừa nha. Nên là nếu được thì các chị cho em cân nặng chiều cao. Áo là ba chất von lụa này rất đẹp nha cả nhà. 90.000 một áo, quần em đang mặc là 70.000 một quần. Quần là chất phun lai dông ha. Áo là chất von lụa. Em đang mặc mã này, các chị lên giúp giùm em là mã đẹp. Mã đẹp hiện tại em còn duy nhất size số 2 thôi. Lấy cho chị 5 bộ Solen Hill size số 5. Quyên em xuống dưới em ghim cái cọc size số 5 lên giùm chị Quyên. Cái cọc Solen Hill á, em coi cái nào là size 5 em thấy lên giùm chị. Để em lên cho chị coi màu coi nó có bị trùng không nha chị. Chị có lấy cái bộ đó lần nào chưa vậy chị Kim Ngư ơi? Quần ống nhỏ nha chế, quần ống nhỏ bình thường nha. Rồi áo em đang mặc đi các chị. 55kg trở lại, cao 1m55 trở lên thì chốt giúp em mã này là mã đẹp. Em còn được hai cái size số 2. Em còn được hai cái size số 2 rất là đẹp luôn nha. Vải mặc siêu mát. Em có cái bộ Solen Thiêu kiểu này nè chị. Cái này chị có mua bên em đợt nào chưa, tại vì em sợ bị trùng màu. Bộ này em bữa mình xem nhiêu ta? 140 hả? 245. 135. Nhiêu? 135.000 hả? 145 hay 135 em nhớ lại cho. Nhưng không có ghi lại giá. 145. Có ghi chị 145 đúng rồi. Cái kia mới 135. Cái đó 145. Chắc ăn không? Đúng. Chắc ăn. Đây bộ thiêu size số 5 kiểu này nè. Chị có mua bên em lần nào cái kiểu này chưa? Tại vì em sợ bị trùng mẫu. Cái mẫu này là hàng sale. 145.000 bộ này. Solen ha, size số 5. 66 67 kg đến 70 70 71 kg trở lại mặt vừa chế Kim Ngô. Có mua bộ này chưa? Đây. Chế Kim Ngô có mua chưa? Em có màu vàng nè. Ở đây em còn đúng 5 màu cho chị luôn á. Em còn đúng 5 màu luôn, màu vàng, màu xanh coban. Màu đỏ đô. Nha, màu đỏ đô. Màu hồng đào. Rồi với lại là màu đen. Màu đen.
Rồi chế Kim Ngưu còn ở trên live thì trả lời giùm em ha. Đó, hiện tại là em có cái mẫu Solentium đó đó, cũng ngóng nhỏ. 145.000 một bộ. Rồi mã đẹp em đang mặc nha các chị. Kiểu thiêu, lộng ngực, chân, áo. Lưng áo dạ không chị, em chỉ có mẫu đó thôi ha, không có mẫu nào khác nữa. Còn cái mẫu chị hỏi em chắc nó lâu dữ lắm rồi chứ ơi, nó không có còn hàng đâu. Rồi vậy là không chốt nha chị. Hiện tại là Solen em chỉ có mẫu đó thôi. Rồi mã em đang mặc là mã đẹp đi cả nhà. Mã đẹp hiện tại là em còn size 2 55kg và size 3 là 60kg. Cái chị lên giúp em là đẹp 2 hoặc là đẹp 3 ha. Em còn sót được cái đẹp 3 nữa. Trời ơi chế ơi, thiêu ở sau lưng là cái mẫu đó em bán cách đây 3-4 năm rồi đó chế. Thiêu ở sau lưng, con bướm ở sau lưng là em bán cách đây 3 năm rồi. Còn hàng ở đâu mà chốt chế, khổ thiệt chứ. Chế coi like cập nhật mẫu giùm em nha chế Kim Ngưu ơi. Trời ơi, khổ quá. Lên giúp em mã này nha các chị, chốt em mã này là beo vàng. Beo vàng em còn được cái size 5, 65-70kg. 65-70kg cả nhà, 65-70kg lên giúp em beo vàng. Em còn được một áo, chốt em mã beo vàng. Áo bà ba này cái chị mua đi cả nhà ơi, nó đẹp, siêu đẹp luôn, 90.000 áo. Vải rất đẹp nha. Rồi đỏ đô. Đỏ đô em còn được một cái size số 4. Beo vàng. Chị Nguyễn Mai ơi, chị lên mã đồ chị kèm theo cái size giùm em ha, để em khỏi phải hỏi lại cái chị là ừ mình mặc size số mấy. Có nghĩa là em báo cái size đó là cái chị biết là ừ cái đó là size 5, tôi đã nghe và tôi đồng ý tôi chốt cái size 5 nha. Đó là cái chị lên giúp giùm em luôn, beo vàng 5 thì em chốt. Chứ để thôi mấy chị mặc cái size khác rồi em lại lơ mơ rồi em chốt cho chị cái size 5 về mặc không vừa. Đỏ đô em còn được một cái size số 4 đó chị, size số 4 nha. Áo này là tầm khoảng cái này tầm khoảng 60-65kg. Nhưng mà chị nào 65kg là phải gọn người, còn không thì 64kg nha. Hoặc là 60-64kg. Còn chị nào 65kg thì phải gọn người giúp em và cao gọn người. Lên giúp em mã đỏ đô, chốt em đỏ đô. Ok, beo vàng 5 cho chị Nguyễn Mai. Rồi beo tím, còn có cái hả Nguyên? Dạ 2. Em rút ra luôn đi. Cái nào xong rồi rút ra luôn đi, tại vì giờ buộc theo bông rồi. Rồi beo tím em chỉ còn duy nhất size số 1 thôi các chị, 50kg trở lại mặt vườn, chốt em beo tím. Không chị, beo vàng em còn có một cái size 5 đó đó. Rồi lên giúp giùm em là beo tím đi các chị, beo tím. Beo tím em còn có một cái size số 1 thôi, 50. Còn 3 cái size 1. Còn size 1 không à các chị, 50kg trở lại mặt vừa. Cái beo tím này rất đẹp ha, lên giúp em mã beo tím. Áo em đang mặc là mã đẹp thì em còn được size 3 nè. Xanh lá em còn được 1, 2, 3. Các chị đẹp chốt giúp giùm em mã xanh lá. Đỏ đô size số 4 em chốt cho chị Thảo Thanh. Chị nào mà mua được cái lô áo này là em chúc mừng nha mấy chị. Tại vải này em không có còn hàng nữa, mà vải cực đẹp. Vải này lên áo dài cũng đẹp mà lên áo bà ba cũng quá đẹp luôn. Dạ không có nha chị Phước Nguyễn ơi, bây giờ là chỉ còn có size số 2 với size số 3 thôi. Dạ chị mặc size 1 thì thôi chị lấy size số 2 đi về nhấn bên lại. Chứ bây giờ không có còn size số 1 mà đâu có ai xả đâu. Em like hiện tại ở đây nó chỉ còn size 2 với size 3 thôi thì làm gì mà có ai xả size 1, tại nó đâu có đâu. Đâu có đâu mà xả. Đang kiếm size 1 quá đẹp. Rồi lên giúp giùm em xanh lá nha cả nhà. Mã đẹp size số 3 cho chế Bích Liên. Xanh lá size số 2 em chốt cho chế Dung Nguyễn. Size số 2 là 55kg trở lại thôi nha cả nhà. Em 75-76 trở lại nha. Chế Dung Nguyễn. Họ chịu gọi chút đơn nói đang đi ngoài đường để gọi lại rồi cái không có gọi lại luôn. Có gì mai gọi chị. Rồi chốt giúp em nha cả nhà ơi. Lên với em xanh lá nha. Xanh lá hiện tại em còn được size 1 với lại là size 3. Trừ khi là em về thêm cho các chị thôi á, chứ bây giờ là không có size 1 để xả nha mấy chứ.
mua được lô áo mặc ai cũng khen đẹp á em. Dạ Chế Lê Thiên Nguyễn đúng rồi, cái lô áo này mà Chế nào không mua được, mà trong những cái bà ba em bán là Chế nào không mua được cái lô áo này, rất tiếc luôn, em nói thật luôn á. Thật sự em bán em còn ghiền luôn á mấy chị. Xanh lá, xanh lá 50kg cho em chiều cao đi chị Hà Nguyễn ơi. 45kg cao 1m50. Mã đẹp em hết size số 1 rồi, mình lấy cái khác đi Chế. Mấy cái bông nó cũng nhiều mà em còn xanh lá nữa nè. Chị Hà Nguyễn cho em so cho em cái chiều cao. Áo em đang mặc là em còn được size số 2, 55kg trở lại, cao 1m55 trở lên, eo 75-76 trở lại mặt vừa. Xanh lá size số 3 cho Chế Bourbon. 1m65 50kg rồi size 1. Rồi xanh lá 1 chốt cho Chế Hà là em hết luôn. Chị Hà Nguyễn này có đi đơn bên mình lần nào chưa? Không biết nó đơn còn em thấy lâu lắm rồi, hình như từ bữa tới tới nay không có mua. Thấy cái tên này chỉ là chị Hà chưa có đi đơn được bên em lần nào hả Chế ơi? Em thấy Chế có một đơn hồi tháng 3. Sáng gọi không bắt máy hả? Sáng gọi không bắt máy. Chiều gọi lại là nói không có ở nhà. Đơn này ngày mai bên em gọi chốt đơn, chị để ý điện thoại giúp giùm em nha chị Hà nha. Đấy, em thấy chưa có địa chỉ mà. Quần là quần đen giống như em mặc nha chị. Quần ống rộng 70.000 một quần, chất vải thun lai dông. Nhưng mà 1m65 là em nói trước là em không có bảo đảm cái chiều dài để cho các chị mang dép cao nha. Chị nào 1m6, 1m62 trở lại thì ok, 1m65 em không có bảo đảm. Nên chị yêu cầu cái quần dài là em không có. Vậy em may là em may form trung bình thôi, cái quần em may cũng khá là dài rồi đó. Nhưng mà 1m65 mà yêu cầu mang dép cao mà cho dài theo yêu cầu của mấy chị là em không có đảm bảo nha. 1236. 1236 lên giúp em mã tím. Lên với em mã tím nha, cái chị mã tím em có là 1236, cái chị đẹp chốt giúp giùm em nha. Tại vì có một số chị á, là cao mà đòi cái chiều dài quần phải 100 lẻ mấy gì đó là em không có nha mấy chế. Ủa cái mã chị mặc là mã đẹp hả? Còn đây nè chị, còn thấy 4 nữa nè. Trời ơi, còn xe 1 không? 1 có luôn. Rồi, vậy là đẹp 1 em có nè chị. Chị gì? Chị Phước Nguyễn, chị Phước Nguyễn có lấy không? Em biết, nãy chị thấy để bên đây không hai cái. Quay Chế đó. Ơi, mã đẹp em còn được 1, 2, 4. Còn cọc nữa nè, không có thấy. 1, 3, 4. 1, 3, 4 nè. Rồi, vậy là 1, 2, 3, 4. Mã đẹp em còn được 1, 2, 3, 4. Chế Phước Nguyễn có lấy thì lên giúp em là đẹp 1 nha. Có rồi đó Chế. Rồi em chốt cho Chế đẹp 1 nha. Mở ra hai cọc em tưởng đâu là hết rồi, để em bấm đi cho chứ. Chị Mộng Đào Trần ơi, ngày mai bên em gọi lại, có gì chị để ý điện thoại giúp giùm em nha chứ ơi. Để ý điện thoại giúp em hay là chị đọc địa chỉ cho mấy bạn giùm em à. Đơn hồi chiều em chưa có xả chứ, đơn hồi chiều em còn tím 6 em chốt cho chứ Phượng Thúy. Em chào chị Nguyễn Thấm. Mã tím với mã đẹp size số 2 cho Toản Hậu Giang. Hello Toản Hậu Giang. Cháu em mã tím nha cả nhà ơi, mã tím đẹp lắm luôn cả nhà. Ủa cái này hình như hôm bữa Toản Hậu Giang có chốt rồi mà. Đúng rồi, em nhớ cái mã đẹp rồi đó nhưng mà mã tím không nhớ. Mã tím thì không biết có chưa, cái này chốt thêm hay sao vậy Toản Hậu Giang ơi, hôm bữa là nhớ có rồi á. Nhớ có rồi, cái tím luôn rồi đó. Đẹp bốn chốt, bữa hổm là chốt 4 cái đó là có đầy đủ hết á. Nhưng mà hôm bữa lấy xe 1. Xe 1 2 cái, xe 2 2 cái. Mà không nhớ là cái gì. Hình như em có chốt thêm hả? Có chốt mua thêm mua giùm ai không? Đó luôn. Hay là em chốt thêm mà chuẩn bị trùng á. À rồi chốt thêm, ok rồi.
Rồi lên giúp em mã tím nha. Mã tím, tím này hiện tại là em còn được 1, 2, 3, 4 à. Tím đó hả? À, tím này hả? À. Vậy là còn 1, 2, 3. Rồi mã tím hiện tại em còn được 1, 2, 3 nha cả nhà. Rồi lên giúp em tím nha, tím. Nè. Mã hoa cả nhà ơi, hoa em còn được cái 1. Không à, rồi còn được 2 cái size 1, lên giúp em mã hoa cả nhà. Áo em đang mặc là mã đẹp nha chị Hà ơi. Chị lấy thì lên giúp giùm em là đẹp kèm size đi chứ. Chị lấy thì lên giúp em đẹp 1 nha chứ Hà. Lên với em mã này là mã hoa đi cả nhà. Mã hoa em còn duy nhất size số 1 thay 2 cái. 50kg trở lại, cao 1m55 trở lên giúp em. Eo tầm khoảng 70 trở lại thôi nha cả nhà. Cái đó đẹp đó chị Phước Nguyễn. Lên với em mã hoa nha, rất là đẹp luôn. Mã vàng, vàng em còn duy nhất size số 3. 4. 3 dưới 4. Thêm được size 4 nữa. Vàng em còn được size số 3 và size số 4 cả nhà ơi. Size 3 là 60kg, eo tầm khoảng 80 trở lại. Size số 4 là 65kg, eo tầm khoảng 85-86 trở lại là vừa. Mã đẹp size số 1 chốt cho chị Hà. Ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị nói với bạn lấy quần giùm em nha chị Hà ơi. Mã hoa size số 1 cho chế Phước Nguyễn. Chốt em mã vàng đi chị nào, size 3 với size 4 vừa lấy đi mấy chị ơi. Đẹp lắm, cái vàng này là xuất sắc luôn. Vàng em còn được cái 3 với cái 4. Đẹp lắm. Cái lô này là em lên bà ba em bán em cũng khoái, mà lên áo dài nó còn giữ dằn nữa mấy chị. Áo dài nó còn đẹp dữ. Mà không có còn vải để lên áo dài. Chỉ có lô bà ba cho mấy chế thôi. Rất là đẹp. Vàng 4 em chốt cho chế Diệu Linh, Diệu Liên. Size 4 65kg trở lại nhưng mà gọn người nha cả nhà. Còn không 63, 64kg trở lại giúp em thôi nha. Đẹp, trời ơi, đẹp hơn chị nhiều luôn á, toàn Hồng Giang ơi. Đẹp hơn chị nhiều. Rồi chốt em vàng, em còn cái vàng 3 cả nhà ơi, em còn cái vàng 3. Lên với em xanh đen. Đồ chị bán là toàn đẹp hơn chị không à. 1, 3, 4. Rồi xanh đen em còn được 1, 3, 4. Chốt em mã xanh đen. Xanh đen em còn được size 1, size 3 và size 4 nha cả nhà. 1, 3, 4. Vàng 1 hết rồi chế Phước Nguyễn ơi. Hết trơn rồi. Cái này là hết thiệt rồi đó. Cái kia hồi nãy sót chứ vàng này là không có sót. Vàng này là toàn là khách xả ra chốt rồi xả ra đó. Một hơi lấy cái hồng đi chị, cái hồng đẹp nè. Chế Phước Nguyễn lấy cái lấy cái hồng đi. 90.000 một áo nha chị Diệu Liên nha. Quần em đang mặc quần thun lai dông là 70.000 một quần. Kinh điển cũng đẹp nha. Mã đẹp size số 3 cho chị Dung Mai. Đẹp 3 mình có đúng không? Đấy là mã đẹp là mã em đang mặc nha cả nhà. Đẹp 3 cho chế Nhung Mai. Mã đẹp size số 5, lấy xanh đen size số 3. Không có nha chị Trang Ngọc ơi. Mã đẹp là em chỉ có còn được có size 1 với lại là size 4 hả Quyên? Mã đẹp size 1 với size 3. Rồi mã đẹp hiện tại em đang mặc đó là còn 1 với 3, không có 5. Xanh đen size số 3 có hả Quyên? Xanh đen 3 có. Có không? Nãy chị nhớ 3 có. 1, 3, 4 hả? Coi kỹ lại đi nha. Ừ, 1, 3, 4. 1, 3, 4 đúng không? Rồi xanh đen là em có 3, nhưng mà mã đẹp là không có 5 nha chế. Đẹp 3 cho chế Nguyễn Mai là em hết đẹp 3 luôn. Chế Trang Ngọc được một cái xanh đen size số 3 nha. Rồi lên giúp em xanh đen đi cả nhà ơi. Còn 3 không? Xanh đen còn 3 nha. Rồi xanh đen hiện tại em còn được 1, 3, 4 nha cả nhà. Cái vàng 3 là chế nào lấy đi. Trời, cái vàng 3 này đẹp quá chừng đẹp luôn mà không lấy. Cái vàng 3 này cái chị mặc với quần màu trắng.
nha, hoặc là quần màu màu gọi là màu hơi kem kem tí xíu á, hoặc là quần màu đen, cái nào cũng đẹp hết, rất là đẹp luôn nè. Mã đẹp em không có size của chị nha, chị Thuận Nguyễn ơi, chị nào lấy lên giúp em vàng 3 nha. Rồi mã hồng nè cả nhà, hồng còn size mấy? Mã hồng 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6. Mã hồng em còn được 1, 4, 5, 6. Chốt em mã hồng. Vàng 3 chế bourbon là em hết vàng 3 luôn nè. Chế Phước Nguyễn ơi, chế Phước Nguyễn lấy thêm cái mã hồng này đi. Mã hồng này đẹp nè. Hồng này về mặc với cái quần màu hồng đất ha, mặc với cái quần màu hồng đất, hoặc là mặc với cái quần màu xanh ngọc, hoặc quần màu trắng, hoặc quần màu đen, đều đẹp. Hồng 6 cho chế Phượng Thúy. Ok, chế Phượng Thúy là em hết hồng 6. Hồng hiện tại em còn được 1, 4, 5 cả nhà. Hồng hiện tại em còn được 1, 4, 5. Các chị đẹp chốt giúp em nha. Size 4 là chị nào 65kg nhưng mà phải gọn người nha mấy chị. Còn không thì 63kg trở lại nha. Ví dụ như cô nào lớn tuổi thì tầm khoảng 63kg trở lại thôi. Còn 65, 64, 65kg lên size 5 dùm con luôn. 65kg mình cao bao nhiêu vậy chị Thuận Nguyễn? Sáu mươi lăm ký vui lòng cho em chiều cao đi chị. Rồi lên giúp em mã hồng nha cả nhà, mã hồng. Rồi xanh biển cả nhà ơi. Rồi kiểm tra xanh biển. 65kg nếu như mà mình tròn người thì mình lấy lên giúp giùm em là size số 5 luôn nha chị ơi. Nhưng mà xanh đen là em, xanh đen hồi nãy mình đâu có size 5 đúng không Nguyên? Xanh đen em hết size 5 rồi, chỉ có mã hồng là có size 5 thôi. 1m63, 65kg nếu mà eo của chị nhỏ, chị nhỏ người ha, chị nhỏ người hoặc là dưới 60 tuổi thì mình lấy size số 4, còn không thì lên size số 5 giùm em chị. Lên giúp em xanh biển 1, 2, 3, 4. Chốt em mã xanh biển. Xanh biển em còn được 1, 2, 3, 4. Chốt em mã xanh biển đi cả nhà. Xanh biển em còn được 1, 2, 3, 4. Cái chị đẹp chốt giúp em nha. Xanh biển, xanh biển em còn được 1, 2, 3, 4. 1 với 6. Vàng nhạt em còn được 1 với 6. Chốt em mã vàng nhạt. Đẹp quá đẹp luôn. Vàng nhạt em còn được size 1 với size 6. Chốt em mã vàng nhạt. 1 với 5. Rồi mã này lên với em là mã hoa. Hoa nó hồi nãy có hoa. Có hoa rồi hả? À. Này là mã, này là mã gì ta? Lên giúp em mã này là mã hồng đất đi cả nhà. Chốt em hồng đất nha. Hồng đất em có size 1 với size 5. Vàng em không có 1 nha chị Nguyễn Thu. Chị chốt vàng nhạt hay gì? Nếu mà lấy vàng nhạt thì lên giúp em vàng nhạt. Còn cái mã vàng hồi nãy là em hết rồi. Vàng nhạt thì em còn được 1 với 6. Chứ lấy vàng nhạt thì lên giúp em vàng nhạt nha. Lên giúp em hồng đất. Hồng đất em còn được size 1 với size 5. Lên giúp em hồng đất. Xanh biển size số 3 cho chị Trang Ngọc. Size 3 là 60kg trở lại, cao 1m56, 57 trở lên giúp em và gọn người nha cả nhà. Vàng nhạc size số 1 cho chế Nguyễn Thu. Chốt em hồng đất đi cả nhà. Cái hồng đất này đẹp lắm luôn. Còn được có 2 cái. Còn được cái size 1 với cái size 5 lên giúp em mã hồng đất. Còn cái xanh nâu em còn được có 1 cái duy nhất rồi. Size số 1 luôn. Chốt em mã xanh nâu cả nhà. Còn một cái size số 1, 50kg trở lại mặc dù. Chốt em xanh nâu. Xanh nâu em còn được một cái size số 1, 50kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã xanh nâu. Bông tím 1, 2, 5, 6 cho mã bông tím. Bông tím em còn được 1, 2, 5, 6 đó chị. 1, 2, 5, 6. Chốt em mã bông tím. Xanh biển size số 2 cho Toản Hậu Giang. Ok, Toản Hậu Giang. Bông tím size số 6 cho chế Phượng Thúy. Bông tím đi cả nhà. Đẹp xuất sắc. Bông tím nha.
Chị nào là khách mới lưu ý giúp em nha, về kiểm tra hàng đừng có chê cái này nó mỏng nha mấy chị. Mình mặc lên là những cái họa tiết nó sẽ che hết cái da, cái thịt của mình nha. Nên là khách mới thì lưu ý giúp em, mà không thì khách mới thì chốt thử một áo thôi à. Còn khách cũ nhà em thì quá thích cái vải này luôn rồi. Rồi lên giúp em mã này là mã da. Mã da em chỉ còn được có size 1 với size 2 thôi. Chốt em mã da. Size 1 là 50kg trở lại mặt dừa, và size số 2 là cho các chị 55kg. Lên giúp em mã da đi các chị. Da em còn được size 1 với size 2. Chốt em mã da. Chốt em mã da các chị ơi. Da em còn được size 1 với size 2 ha. Chế Phượng Thí lấy luôn cái này đi. Chế Phượng Thí cái này size 6 là đẹp lắm luôn á. Cái này nó không có cần size nhỏ, phải còn size nhỏ em mặc cho cái chị xem. Lên giúp em mã này là mã M6 luôn đi chứ. M6 giúp em luôn ha. Chốt em mã M6 em còn được có 1 cái size 6. Chốt em mã M6. Bông riêu em còn được 1 cái size số 1 luôn. Bông riêu em còn được 1 cái size số 1. M6 cho chế Phượng Thúy. Bông riêu em còn được 1 cái size số 1 luôn ạ. À. Chốt em mã bông riêu. Bông riêu các chị, bông riêu. Lấy size 3 đi chế Trang Ngọc. Nếu mua cho mẹ lấy size 3 đi. Cái form này nó không có bự chứ. Cái form này nó không có bự. Để thôi lấy size 2 về. Mất công mẹ mặc không vừa. Mất công mới chế. Chứ lấy size 3 đi. Chắc ăn. Ví dụ có hơi thoải mái tí xíu mẹ cũng chịu hơn là nó ôm quá nha. Chứ lấy size 3 đi. Ví dụ như những cái size khác, những cái form khác là em sẽ chốt cho chị size 2. Nhưng mà cái này size 3 luôn đi chị. 1, 2, 3, 4, 5. Lên giúp em mã này là mã nâu. Mã nâu nha. Da size 2 cho chế Kim Phụng Nguyễn. Chốt em mã này là mã nâu. Nâu em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Chốt em mã nâu à. Lấy cho mẹ cái mã nâu này luôn nè. Chế Trang Ngọc. Đẹp nè. Cái màu này đẹp lắm mặt sen. Nâu em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Cái chị đẹp chốt em mã nâu. Đây cái vàng vải trơn nè. Vàng này là vàng tươi nha. Nhưng mà nó không có chói nha mấy chị. Cái vàng này nó cũng dễ chịu. Nó hơi chanh tí xíu. Cái này là size 2 là tầm khoảng 56-57kg nè. Cái này tầm khoảng 52-56-57kg mà. Nếu mà chất phun lai dông là nó sẽ to hơn nha. Màu thì lúc nào nó cũng to hơn bông hết cả nha. Đây nha chế. Để em like cho cái chị cái áo màu luôn. Bữa nay like cho cái chị cái lô áo màu này luôn đi. Em sẽ share cho cái chị bộ này. Cái áo màu trơn này luôn cho cái chị nè. Rồi mã nâu đi cả nhà. Em lên lại cho cái chị một lần nữa xong rồi lên áo màu ha. Mã này lên giúp em mã nâu. Mã nâu em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Mã đẹp em đang mặc là còn được size 1, size 2, 1 với 2. Mã đẹp em đang mặc là còn 1 với 2 nha. Không phải là 1, 3, 1, 2. Các chị mặc là size mấy? Size 2. Đúng rồi, 1, 2. Chốt em xanh đen. Rồi, coi size. Xanh đen là còn 1, 3, 4 cả nhà. Em đang mặc là mã đẹp. Xanh đen là em còn được 1, 3, 4. Chốt em ạ. À. Xanh đen là em còn được 1, 3, 4. Các chị đẹp chốt em mã xanh đen. Rồi lên giúp giùm em. Dạ ok chế Mai Cao. Vài ngày nữa chắc có với chị. Chốt em mã này nha cả nhà. Chốt em mã này là xanh nâu. Xanh nâu em chỉ còn duy nhất size số 1. Bông riêu em còn được cái size 1. Bông riêu em còn được cái size 1 cho các chị luôn. Mã hồng đất. Hồng đất em còn được size 1 với size 5. Dạ không như chế Kim Phụng Nguyễn thôi. Hàng sale em sẽ like riêng một like nha. Cho các chị dễ mua. Hàng sale nó sẽ dồn vô một like. Đó là toàn bộ là hàng sale hết. Còn hàng em bán cho các chị hàng mới, nó sẽ đi theo hàng mới cho nó dễ nha, không có lộn xộn qua sale với qua cái kia.
Tại vì hàng đó, hàng sale trước khi em sale em phải soạn cho mấy chị em mới sale được. Xanh đen size số 4, chị Thuận Nguyễn. Chị Thuận Nguyễn lên giúp giùm em số điện thoại đi chị. Khách mới à. 1m63 65kg gọn người thì mặc size 4 nha chứ còn không lên size 5 giùm em nha. Chị Phạm Thúy Phượng ơi, 60kg cao 1m56, nếu như mà eo của chị nhỏ tầm khoảng 80 trở lại thì chị lấy size 3, còn không thì lên size 4 giùm em. Áo và ba bông nha, áo và bông, bông em đang like. Còn áo và ba màu thì chị mặc size 3. Rồi em thấy số điện thoại của chị Thuận Nguyễn. Lên giúp em mã này là mã hồng đất, cho chị hồng đất em còn được size 1 với size 5. Beo tím em còn duy nhất size số 1 thôi. Cái beo tím này ở ngoài nó mới đẹp nha các chị. Ở trên like các chị thì nhìn nó không phải màu tím, nó màu khác. Nhìn không có rõ. Beo tím nha, beo tím em còn duy nhất size số 1. Xanh biển. Xanh biển em còn được 1, 2, 3, 4. Cái chị đẹp chốt giúp giùm em. Chị Hồng Hạnh, ok chế một bộ đỏ đô size số 5. Bộ và ba nút thắt đó Quyên. Màu đỏ đô size số 5 cho chế Hồng Hạnh. Ok chế Hồng Hạnh. Rồi chốt em bộ này nha cả nhà. Ở quần áo này nha, xanh biển em còn được 1, 2, 3, 4 cho mã xanh biển. 1, 4, 5. Mã hồng, cái này cái chị lên mã hồng thôi nha. Hồng em còn được 1, 4, 5. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn nói với bạn lấy nha chị Thuận Nguyễn. Ở trên like em chốt áo cho mình trước nha. Size quần nó sẽ đi theo size áo. Còn chị thích mặc ôm hơn, gọn hơn chị có thể xuống size 3 nha. Còn chị thích mặc rộng hơn chị có thể lên size 5. Size quần với chị linh động. Quần trắng hả chị? Quần trắng hình như em hết size số 3 hay gì rồi. Em bước vô đó em coi thử coi. Áo em đang mặc hết size 5 rồi chị. Mở đẹp em hết size 5 rồi. Còn size 4 chị ơi. Còn có một cái size 4 nè. Chị Phạm Thúy Phượng ơi, quần trắng hiện tại em còn có một cái size 4 là quần thun á. Chị có lấy không? Còn nếu mà chị lấy quần lụa thì em còn size ha. Còn quần trắng em còn có cái size 4 à. Quần trắng thun là em còn có cái size 4 thôi. Hay là chị lấy quần lụa? Quần lụa thì em còn size của chị. Quần lụa thì chị mặc áo size 3, quần lụa chị mặc size 2. Còn quần trắng thì em hết size 3 rồi ha. Lên với em mã hồng nha cả nhà, mã hồng. Ây da, mã này lên với em mã tím cả nhà ơi. Chốt em mã tím nha, tím. Áo là 90 nha chị Thuận Nguyễn ơi, còn quần là 70, ship 25.000 trên đơn nha chị. Rồi mã này lên với em mã nâu ha, mã nâu. Rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Rồi chị Phạm Thúy Phượng lấy quần lụa. Em lấy cho chị một cái quần lụa size số 2. Màu vàng. Không, cái áo đó tính 70 thì... Tím còn size 5 không hả? Tím còn size 5 không? Dạ chưa biết chứ Hồng Hạnh ơi. Em chưa biết khi nào có lô mới nữa. Không, size 3 rồi. Tím em hết size 5 rồi nha chị Trang Ngọc ơi. Chỉ còn mã nâu là em còn size 5 thôi. Nâu với hồng là em còn 5 thôi. Còn lại là nó không có còn nữa. Với lại là mã hồng đất á. Hồng đất, mã hồng với lại là mã nâu là em còn size 5, còn lại là hết nha. Chị Thu Thủy ơi, quần đen thì em còn. Quần đen thì khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn á, chị nói mấy bạn lấy giùm em. Ở trên like là em chỉ chốt áo cho mình thôi nha. Em chốt cho chị Thu Thủy một cái áo xanh đen size số 3. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn mấy chị nói mấy bạn lấy nha. Tại quần đen em không có chốt ở trên like mấy chị. Ở trên like em chỉ chốt cho cái chị quần màu thôi. Còn quần lụa với lại là quần đen á thì cái chị nói với mấy bạn chốt đơn lấy. Chị Trang Ngọc ok là chị Trang Ngọc lấy mã gì vậy chị Trang Ngọc ơi. Rồi em sẽ lên áo màu cho các chị.
em sẽ lên áo màu nha các chị ơi. Áo màu em sale cho các chị còn 70.000 một bộ. Ủa anh 70.000 một áo lộn. Cái này là size 4 nè. Mà chị phải xuống này. Rồi cái size 3 em nhìn ở đây ha. Cái này là size 2 nè. Size 3. Rồi em nhìn hai cái đi. Áo màu hôm nay em sale cho các chị còn 70.000 một áo nha các chị. Chốt em màu này là màu hồng da cả nhà ơi. Chốt em màu hồng da. Hồng da em còn được size 1 với size 2. Size 1 là 50-51kg trở lại mặt vừa. Và size 2 là cho cái chị 55-56kg trở lại. 70.000 một áo nó lên. Chốt em màu này màu hồng da. Quần là 70 luôn các chị. Quần 70, áo 70 luôn ha. Rồi, chốt em màu này màu hồng da. Rất là đẹp. Màu hồng da hiện tại em còn được size 1 với size 2. Size 1 là 50kg trở lại mặt vừa, 50-51kg. Và size 2 là 55-56kg. 70.000 một áo. Dạ không có nha chị Kim Phụ Nguyễn ơi. Quần giả váy em không có. Quần giả váy màu trắng em chỉ còn size số 6 thôi nha chị. Nó là von thun, chị Linh Chi. Nó vừa von mỏng như von mà nó vừa có co giãn như thun vậy đó. Năm mươi chín ký cao mét 55 size 3 như chị Nguyễn Yến. Rồi màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu hồng da đi cái chị. Màu này lên giúp em màu trắng. Màu trắng hiện tại em còn được size 1 với lại là size 2 luôn. Trắng hiện tại em cũng còn 1 với 2. Màu hồng sen em còn được 1, 2, 4. Màu hồng sen em còn được size 1, size 2 và size 4. Cái chị đẹp chốt em nha. Màu hồng sen rất là đẹp luôn ạ. 70.000 một áo. Màu hồng sen. Màu lần này lên giúp em màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc em còn được size 1, size 2. 1, 2, 5 cho màu xanh ngọc. Một hai năm cho màu xanh ngọc cả nhà. 70.000 một áo. Chốt em màu xanh ngọc. 1, 2, 5. Màu lam. Lam này là lam xám giúp em nha cả nhà. Em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Lam xám này em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Cái gì đẹp chốt em. 70.000 một áo. Chốt em lam xám. Màu đen là em còn được 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 cho màu đen. Đen là em còn được 1, 2, 3, 5. Các chị đẹp chốt em màu đen. 1m7. 1m7 em không có bảo đảm cái chiều dài chị ơi. Nên là em sẽ không có tư vấn nha. Tại vì 1m7 cái chị mặc cái là nó bị ngắn. Nó cũng cỡn, nó sẽ không có đẹp cái bộ đồ. Nên là thường em sẽ không có, em sẽ ít có tư vấn cho cái chị 1m7 lắm. Rồi lên giúp em màu tím Huế cả nhà. Tím Huế em chỉ còn duy nhất size số 1 thôi. Tại vì cái chị cao á, cái chị cao nên là thường cái form áo em không có may cho cái chị tới 1m7 cái chị mặc. 2 với 3 màu lam cho chị Nguyễn Yến. Size 2 với size 3 màu lam cho chị Nguyễn Yến. Màu này lên giúp em màu vàng. Màu vàng này lên giúp em màu vàng tươi đi cả nhà. Màu vàng tươi. Hồng sen size số 4 cho chế Lệ Huyền.
Màu vàng tươi em coi còn 1, 2, 3, 4. Các chị lên giúp em màu vàng tươi 70.000 một áo nha các chị. Màu vàng tươi. Màu xanh lý em còn được size 4 với size 5. Xanh lý em còn được 4 với 5. Size 4 là 62kg đến 65-66kg mặt dừa. Xanh ngọc size số 2 em chốt cho chị Phạm Thúy Phượng. Màu xanh lý em còn được size 4 với size 5. Các chị đẹp chốt giúp em. Tím sen hay hồng sen? Hồng sen. Từ cái cọc cạp 50k là sao vậy? Là còn cọc 50k đó. Màu hồng sen chứ sao em ghi vô đó màu tím sen được. Mai vô màu tím sen với cái màu sen không có liên quan gì đó. Vàng tươi ha, gì chị Nguyễn Yến ơi, chế chốt vàng tươi đúng không? Vàng tươi 3 chốt cho chế Nguyễn Yến. Màu này lên giúp em màu xanh lý, cả nhà xanh lý em còn được size 4 với size 5. Các chị đẹp chốt em ha, màu xanh lý. Rồi màu này lên giúp em màu vàng đậm. Vàng đậm em chỉ còn duy nhất size số 4 thôi các chị. Vàng đậm em còn duy nhất size số 4 thôi. Chốt em màu vàng đậm ạ. À. Ê, size số 4 nữa nè, còn cọc nữa nè Quyên. Vậy ca, là còn màu đen luôn. Màu trắng em còn được 1, 2, 4 nha cả nhà. Trắng em còn được 1, 2, 4. Màu hồng da em đang mặc là còn được 1, 2, 4, 5. Màu hồng da em mặc là còn 1, 2, 4, 5. Xanh ngọc. Màu xanh ngọc em còn được size 1, size 2 và size 4 với size 5 luôn. Màu đen. Màu đen em còn được 1, 2, 3, 4, 5 ha. Màu đen là còn 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Vàng đậm là em còn được size 4. Vàng đậm còn duy nhất size số 4, 61-62kg đến 65-66kg mặt dừa chứ em màu vàng đậm. Rồi màu nâu đất. Nâu đất size 5 còn không Quyên? Nâu đất em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi các chị. Chốt em màu nâu đất. Rồi em hết cho nhà nha. Trắng 2 cho chị Nguyễn Yến. Trắng 2 em chốt cho chị Nguyễn Yến. 70.000 một áo nha các chị ơi. Quần em đang mặc là 70.000 một quần ha. Quần lụa thì 95.000 một cái. Vải thun lai dông chị Phạm Thúy Phượng. 3 bộ vàng 64kg. Là cô Kim Liên Hoàng Thị là lấy sao con chưa hiểu. Rồi cô lấy 3 bộ cùng một size luôn hả con? 64kg hết hả? Đó mình còn mấy áo vậy Quyên? Cái nào? Vàng đậm. Hay nào? Một cái mẫu nữa là 3. Màu trắng, màu hồng da, size số 3 em chốt cho chế Nhung Mai. Trắng không có 3. Trắng không có 3, chế Nhung Mai ơi. Em chỉ có màu hồng da cũng không có size 3 luôn. Hai cái áo chị Nhung Mai chốt không có nha chị. Size 3 em chỉ còn màu vàng tươi, màu lam với lại màu đen thôi. 3 bộ 3 màu thì cô chọn màu giúp con đi cô. Cô Kim Liên chọn màu giúp con nha. Chứ cô ghi vậy con không biết lấy cho cô màu nào hết đó. Nó còn nhiều màu lắm. Áo bông em lên rồi nha chị Mỹ Hạnh ơi. Rồi màu nâu đất nha cả nhà. Nâu đất em chỉ còn duy nhất size số 2 thôi. Con báo size cô coi rồi cô chốt giùm con luôn nha. Cô Kim Liên Hoàng Thị nha. Với lại 64kg cô cho giùm con cái chiều cao. Nâu đất em còn size số 2 thôi các chị. Rồi màu vàng đậm là em còn được size số 4 nha. Vàng đậm em còn duy nhất size số 4. Chốt em màu vàng đậm. Màu xanh lý em còn được size 4 với size 5. Xanh lý em còn được size 4 với size 5. Cô là cô mặc size 4 nha. Cô Kim Liên nếu cô cao 1m55 trở lên. Rồi màu vàng tươi. Vàng tươi em còn được 1, 2, 3, 4. Vàng tươi em còn được 1, 2, 3, 4. Các chị đẹp chốt em màu vàng tươi. Tím Huế em còn duy nhất size số 1, một cái luôn. Tím Huế. Tím Huế em còn duy nhất một cái size số 1, giống em tím Huế. Màu đen là em còn từ size 1 đến size 5. Áo màu đen này em còn từ size 1 đến size 5, lên giúp em mã đen. Hồng da em đang mặc là còn được 1 2 4 5. Em đang mặc là màu hồng da còn 1 2 4 5. Màu lam.
Cô Kim, Kim Liên là cô chốt bộ bà ba màu hả cô? Bà ba màu nút thắt cô lấy nguyên bộ hả? Sao cô lên nó không có giống như cái màu con lai vậy? Cô chốt rõ giùm con là con đang lai áo lẻ nha cô. Con đang lai áo lẻ là không có cái màu đỏ đô và không có cái mã lạ của cô đang chốt nha. Còn cô chốt bộ bà ba nút thắt thì cô vui lòng cô lên giùm con là bộ bà ba nút thắt. Chứ cô lên như vậy con lấy lộn cho mình nó sẽ rất là phiền nha cô. Mà mấy bạn chốt đơn chốt không rõ cái nữa gửi tới nói sao cô chốt nguyên bộ gửi cho cô áo nữa đó. Rồi lên giúp giùm em là màu lam nha cả nhà, chốt em màu lam. Còn cái bộ nút thắt đầu lai con, cái đó đầu lai con lai là cái đó nguyên bộ nha, chứ không phải là áo lẻ nha. Lai nãy giờ lâu lắm rồi giờ cô mới chốt. Màu xanh ngọc em còn được 1, 2, 4, 5. Lên giúp em màu xanh ngọc à. Em chào chị An An. Chốt em màu xanh ngọc nha các chị. Rồi màu trắng. Màu trắng em còn được 1, 2, 4. Chốt em mã trắng à. Trắng em còn được 1, 2, 4 nha các chị. Trắng em còn được 1, 2, 4. Rồi màu hồng sen. 1, 2, 4 luôn. Hồng sen em cũng còn 1, 2, 4 luôn các chị đẹp. Chốt em màu hồng sen à. Chốt em màu hồng sen. Em còn được một cái size số 6 các chị, màu đỏ cam. Một cái duy nhất 73kg đến 78kg mặt giường. 73-74kg đến 78kg mặt giường. Lên giúp em cái này màu đỏ cam. Còn một cái size số 6 duy nhất. Rồi em hết. Hồng sen kèm size giúp em đi chế Hậu Nguyễn ơi. Hồng sen kèm size giúp em đi chị. Bộ này bộ ống rộng nha các chị ơi, bộ kiểu ống rộng nha. Em có hai bộ size số 2. Em mặc cái vô. Chị Hậu Nguyễn hồng sen kèm size giúp em chứ. Hồng sen xe số 3 cho chị Hậu Nguyễn. Hồng sen đâu có 3. Hồng sen đâu có xe 3 đâu, em có 1, 2, 4 à chứ Hậu Nguyễn ơi. Xe 3 em chỉ còn màu màu vàng tươi, màu lam với màu đen thôi nha. Xe 3 còn có 3 màu thôi chứ Hậu Nguyễn không có nha. 64kg là cô Kim Liên Hoàng Thị, hồi nãy là cô bao nhiêu ký, cô cao bao nhiêu vậy cô? Dạ không có chị Phương Anh, em không có bà ba đúng không? 65kg mặc size 4 chị Hậu Nguyễn ơi, chứ sao mặc size 3 được chứ. 65kg cao mấy 55 trở lên là size 4 nha chị. Bình thường cô mua đồ ở bên con là cô mặc size số mấy vậy cô Kim Liên Hoàng Thị? Con thấy cô có mua hàng ở bên con nít cũ là Vân Nguyễn nè. Là cô mặc size số mấy cô, số 4 hay là số 5 à? Rồi hồng sen xe số 4 như chị Hậu Nguyễn nha. Xe số 3 của em là có 61-62kg trở lại là tối đa thôi nha chị. 65kg lên xe 4 giùm em nha. Đen xe số 3 cho chị Nguyễn Hải. Hồng sen hả chị? Ừ. Kim Liên Hoàng Thị là bình thường cô mặc xe 5 đúng không? Rồi con chốt cho cô xe 5 nha. Màu vàng đậm size số 5, màu lạ với màu đỏ đô. Vàng đậm lạ không còn quá, đen trời đỏ đô thì còn. Còn đi lạ không còn. Đúng rồi, đỏ đô với vàng đậm thì còn. Rồi cô Kim Liên Hoàng Thị ơi, cô con chốt cho cô được hai bộ thôi ha, vàng với đỏ đô thôi cô ơi. Còn mã lạ con hết size số 5 rồi. Lạ còn 4 không? Còn 4.
Lạ, con còn 4 nha cô ơi, hết 5 rồi. Quần ngày mai, quần đen em đang mặc nha chị Hậu Nguyễn ơi, còn nha, ngày mai mấy bạn chốt đơn á, gọi chốt đơn chị nói với bạn lấy nha chị. Nói với bạn lấy quần đen cho chị nha, tại quần đen em không có chốt ở trên live mà ở cái không chốt đơn mấy bạn sẽ lấy cho chị. Cô Kim Liên được 2 bộ nha cô. Cô lấy màu tím sen đi, màu tím sen đẹp đẹp á. Màu tím sen thì nó giống giống như màu đỏ đô. Hay là cô lấy qua xanh ngọc đi, size số 5 là còn được xanh ngọc, tím sen với tím cà hả Quyên? Tím cà, màu lam, màu lam, màu hồng voi. Rồi con lấy cho cô 2 bộ size 5, 1 bộ size 4 nha. Có gì cô nhả ben ra giùm con, còn nếu vừa rồi thì thôi nhé cô. Rồi lấy cho cô 1 bộ là size 4 đi. Rồi ok cô Kim Liên ạ. Rồi em like tới cho cái chị bộ này ha. Bộ này 53kg trở lại nha các chị. Bộ này là 53kg trở lại, em có 2 bộ. Đó là bộ ống rộng kiểu. Bộ này em bán cho các chị giá 115.000. Em có 2 bộ. Kg trở lại mặt vừa. Chỗ này vừa lấy giúp em ha, 53kg trở lại. Ống rộng nha cả nhà, lên giúp em mã M2 giúp em cả nhà. 115.000. Chốt em mã M2. Đó là vải thun lỗ nha các chị, rất là đẹp. Năm mươi ba ký trở lại mặt dù. Đó là cổ tim như thế này nha các chị. Bộ này mặc ở nhà là siêu mát. 48kg đến 53kg là mặt đẹp. 48kg đến 53kg. Lên giúp em mã này là mã M2 giúp em nha. Bộ ống rộng ạ. 48 đến 53kg. Lên giúp em mã này mã M2. 115.000. Em đã lên hết rồi đó chị Hậu Nguyễn ơi, chị muốn mua thì chị coi lại like giùm em nha, rồi nói với bạn chốt đơn mấy bạn lấy. Rồi 115.000 luôn các chị. 55kg đến 60kg. Lên giúp em mã này mã xanh ngọc, 115.000. Chốt em xanh ngọc nha. Cái này là cổ vuông tim giúp em rất là đẹp. Không phải cổ vuông tim mà kiểu nó giỡn sống á các chị. 55kg đến 60kg, chốt em bộ này là mã xanh ngọc. Xanh ngọc size số 3 cho chị Đặng Lan, 115.000. Ok cô Kim Liên nha, con có số điện thoại của cô rồi ạ. Em có bộ nhí đỏ, bộ em mặc dễ thương lắm mấy chị, bộ ống rộng, bộ này mặc rất là mát. Bộ này 50 đến 55kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là bộ nhí đỏ, 115.000 luôn. Chốt em bộ nhí đỏ, bộ em 53kg trở lại, bộ nhí đỏ này là 55kg trở lại. Chốt em nhí đỏ. Cái này không phải cổ tim mà cổ nó gợn sóng vậy nè chị, gợn sóng lơ vậy nè. Em nhìn sơ em tưởng cổ tim mà nó không phải nha. Nó gợn sóng nha. Chốt em mã này nha, nhí đỏ. 55kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã nhí đỏ, 55kg trở lại, 115.000. Nhí đỏ. Cái này là vải von lụa. Kiểu nó giống vậy nè mấy chế, kiểu như cái cổ nó vậy nè. Bộ đó eo 78 không vừa chứ châm châm. Đo thử cái Win. Em mặc cái bộ em mặc là chị mặc không vừa nha chứ châm châm, nhưng mà cái bộ đỏ thì có thể chị mặc vừa đó. Bộ đỏ thì mặc vừa. Bộ này mặc. Đâu em đo cái eo của em. Nè.
chút xuống một xíu. Đợi xíu xuống. Eo 78 chị mặc bộ đỏ ha, chế chôm chôm, bộ đỏ, bộ nhí đỏ ha. Bộ này nãy em mặc ôm không? Được hả? Bộ em mặc chị mặc được luôn đó. Tại bạn mẫu nhà em, bạn cũng eo, bạn cũng tầm 78, bạn mặc ok đó. Bạn là 1m50, nặng 52kg. Là eo 78 là bạn mặc size số 2 đó. Mặc bộ em mặc, bạn mặc vừa đó chị. Rồi bộ này nha các chị. Bộ này là chất von nha, chất von giống như là cái bộ áo bà ba vậy đó, chất von lụa. Và phối với cái quần màu. Nguyên bộ nha. Phối với quần màu ống rộng. Bộ này bộ kiểu. Bộ này size 2 mà nó tương đương với size 3 luôn á mấy chế ơi. Nó bự á. 55 kg đến 60 kg nha, cái này là. Vậy là chị mặc vừa đó chị. Rồi bộ này em bán cho các chị 115 luôn, bộ phối nha. Có hai bộ, 55 kg đến 60 kg mặc vừa. Hoặc là chị nào 53 kg mặc cũng được. Em có hai bộ. Cái chị lên giúp em mã này là mã phối đi nha. Lên giúp em mã phối thì 115.000 luôn. Đẹp lắm mấy chị, cái cổ nó giống như là cổ sẫm vậy. Rồi hai bộ ha, 55 kg đến 60 kg. Này là nó size 3 chứ nó không phải là size 2 đâu chị. Em bỏ em để ở ngoài là size 3 luôn. Không chị, mấy cái bộ này là mấy cái đồ này là lẻ lẻ, chị Tư em chỉ cắt lên đó. Nó có 1 bộ 2 bộ hết rồi nha cả nhà. Bộ phối em chốt cho chế Quỳnh Luận một bộ. Phối không có size 2 nha chế Quỳnh Luận. Cái này là nó size 3 đó, nó gần gần như size 3 vậy đó chị. Nó tầm khoảng 53 kg đến 60 kg mà. Chứ ok thôi, ok em chốt cho chế bộ 115.000. Bộ đó mặc rất là đẹp. Bộ phối cho chế Him Ngô một bộ, chế Quỳnh Luận một bộ luôn ha. Nó là size 2 nhưng mà nó bự hơn cái size 2 bình thường của mình xíu đó chế ơi. Nó gần gần như size 3 đó. Ok, chế Him Ngô một bộ, chế Quỳnh Luận một bộ. Bộ em mặc là quần ống rộng á chị. Quần ống rộng mà tay cái kiểu của nó gọn gọn sống như nào, tầm khoảng 53-54kg trở lại, mặc vừa đó. Nó cũng là bộ kiểu 115.000 luôn, nó là quần ống rộng thun lỗ. Nó không có xẻ đinh hai bên nha, nó chỉ xẻ phía trước thôi. Chị nào lấy lên giúp em mã M2. Mã M2 em có hai bộ. Rồi bộ này là mã nhí đỏ. Nhí đỏ em có một bộ. Đến 55kg lên giúp em bộ nhí đỏ. Quần ống rộng em không có may cái form áo dài nha mấy chị. Cái form áo của nó vừa thôi nha, chứ không có dài nha. Mấy chị nào tìm cái form áo dài là nó sẽ không có. Cái chị mặc nó vừa mí vậy nè. Em là 1m58. Sao em mặc ở ngoài em thấy nó vừa mà lên trên like thì nó ngắn vậy ta? Thấy cưng. Vậy tại chị mặc cái quần trong cái quần á. Trong nó cái lái kéo lên không có sát. Không có sát là được nên nó bị nó nhìn nó vậy đó. M2 cho chế Quỳnh Luận.
Nó có một size 1 hả chứ ơi. Quần ống rộng là em may, không có cái form, không có cái áo nó không có dài nha mấy chị. Áo nó lửng lửng thôi nha. Nhí đỏ 2 cho chế Quỳnh lựng luôn. À vậy là chị chôm chôm 2 bộ. Chế chôm chôm ơi, chế chôm chôm lấy một bộ này, một bộ mã M2 với bộ nhí đỏ đúng không? Vậy là chế Quỳnh lựng không có. Hết rồi chế Quỳnh lựng ơi. Chế chôm chôm mình lựng trước rồi. Chế Quỳnh lựng được một bộ mã M2. Chế chôm chôm là mã M2 với bộ nhí đỏ này luôn đúng không chị? Bộ này chị nào 1m56-57 trở xuống mặt sẽ đẹp nha. Chị nào cao hơn nữa thì đừng chốt. Em mặc bộ này nhìn sẽ không có đẹp, lý do là cái lưng em dài lắm. Lưng em dài nên là mặc áo ngắn ngắn là mặc nhìn không có đẹp. Mấy chị mặc đẹp hơn em. Chế chôm chôm lấy 2 bộ hay là 1 bộ chứ? Rồi lên cái gì? Ok, lấy nhí thôi ha, nhí em hết rồi. Chế Nhung Lê là nhí không có size của chế. Mã phối nha, chị Ngọc Lý không có. Mã phối chỉ có chị Ngọc, chị Quỳnh Luận với lại là chị Hiêm Ngô. Chế Hiêm Ngô à. Chế chế Ngọc Lý không có nha, chế Ngọc Lý thôi. Rồi em tạm offline ở đây nha các chị ơi. Em hẹn các chị vào buổi live ngày mai nha. Chị chôm chôm đâu có lấy mã em còn bộ mã M2 nè, chế nào lấy đi. Sáu mảnh em còn đó chứ Trinh. Sáu mảnh em còn nha. Còn được có mấy bộ à. Lên sáu mảnh luôn đi Nguyên nữa. Sáu mảnh màu hay là sáu mảnh bông. Em còn được vài bộ sáu mảnh màu với vài bộ sáu mảnh bông nè, em lên cho mấy chị. Sáu mảnh màu còn được như đây. Cái đó là cái gì? Quần. Cái này quần hả? Em nhớ sáu mảnh màu chị. Mẹ à. Ừ. Sáu mảnh cái lôi đó quên này hả? Ủa chung với cái này luôn đúng không? Ừ. Đúng rồi. Ủa đâu phải, bộ này là bộ nút thắt mà. Mã cam sữa. Có gì sao nó tới hai cục nè, sáu mảnh nè. Vậy là sáu mảnh này khác nữa hả? Đúng rồi. Sáu mảnh đó với cái này chung đó chị, đâu phải nút thắt. Sao tự nhiên nó sáu mảnh đó làm hai cục vậy? Nó còn ở dưới là mấy cái khác đó, mấy cái lô trước đó. Ừ. Còn cái ở trên là cái lô. Em còn mấy bộ sáu mảnh màu, em like cho mấy chế đi. Chị tưởng đâu cái này là bông hết, chỗ quên cái này là quần chứ. Dạ không, như Chí Linh Nguyễn rồi, em không có rồi. Lên bông trước hay lên màu trước? Lên màu trước đi. C2 này. Tím đen. Màu đen, xanh đen. À vậy là cái cục này là cục hàng mẫu. Thế nào hàng mẫu? Cục mà chị bơm xuống trước nè, là cục hàng mẫu. Đây em đang lên sáu mảnh màu cho mấy chế. Rồi 1.20 nha cả nhà ơi, em bán bằng giá hàng bông cho mấy chị luôn. 1.20 sáu mảnh màu, màu tím sen, em đang mặc là màu tím sen. Sáu mảnh màu size 4 em không có còn đâu chế Tinh Nguyệt. Còn bộ size 5. Em còn 1, 2, 3 là nhiều thôi chị nha, chứ không có size 4. Rồi chốt em nha cả nhà ơi. Lên giúp em màu này, màu tím sen đi cả nhà. Em rút tím sen ra nó còn cái này là chắc cột theo màu rồi, để em coi coi chứ. Màu là sáu mảnh màu chủ yếu em còn 1, 2, 3 hả chị, 4 chắc hơi bị hiếm á, 4 nó cũng không biết còn không nha chứ. Hôm bữa em like là em nhớ hết rồi.
Coi cái bộ tím sen trước cho chị đi. Còn xem mấy. 1, 2, 5. Rồi tím sen em đang mặc hiện tại là còn 1, 2, 5. Lên giúp em màu tím sen cả nha. Tím sen em đang mặc là còn được size 1, size 2 và size số 5 nha. Rồi màu cam sữa. Cam sữa là em còn được size 1 với size 5 luôn. Tím sen size số 2 em chốt cho chế Hiêm Ngô 120 ngàn. Màu tím chẩm. Tím sen size số 2 em chốt cho chế Hiêm Ngô. Size 3 là 60kg trở lại chị. Tối nay không có lên áo dài nha chứ. Rồi màu màu cam sữa cả nhà ơi. Cam sữa em còn được size 1 với size 5. Cam sữa em còn được size 1 với size 5. Các chị đẹp chốt em màu cam sữa nha. Cam sữa. Cam sữa em còn được size 1 với size 5. Chốt em màu cam sữa các chị. Màu xanh ngọc em còn được một, em còn được size 1 với size 2 cho màu xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 2 cả nhà. Chốt em màu xanh ngọc. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 2. Lên giúp em mã xanh ngọc. Sáu mảnh mèo là xinh đẹp chứ. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 2. Màu cam đất em còn được một bộ size 2. Size 3. Rồi cam đất còn được size 2 với size 3. Chốt em màu cam đất. Cam đất nha các chị. Cam đất em còn được size 2 với size 3. Chốt em màu cam đất. Sáu mảnh này là màu nào cũng đẹp hết đó các chị. Còn cam đất này cũng đẹp nữa nè. Chốt em màu cam đất nha. Cam đất em còn được size 2 với size 3. Màu này lên giúp giùm em là màu đỏ đô. Đỏ đô em còn được size 2 với size 3 luôn. Chốt em màu đỏ đô cả nhà. 120 ngàn một bộ. Chốt em màu đỏ đô. Đỏ đô còn 2 với 3. Màu đỏ thấm. Em còn được có một bộ size 2 à. 55-56kg trở lại mặt dừa. Chốt em màu đỏ thấm. Đỏ thấm em còn được bộ size 2. Đỏ đô size 2 cho chị Hiêm Ngô. Đỏ đô size 3 cho chị Đặng Lan. Rồi màu xanh Coban giúp em. Coban còn 136. Coban em còn được 136. Đỏ thấm size số 2 cho chế Hiêm Ngô luôn là em hết. Yeah. Xanh Coban em còn được 136. Chốt em màu xanh Coban. Coban em còn được 136 các chị. Chốt em màu xanh Coban. Rất là đẹp. Coban em còn được 136. Chốt em màu xanh Coban. Màu xanh đen. Xanh đen còn 123. Xanh đen em còn được 123. Chốt em màu xanh đen. Quá đẹp luôn. Màu xanh đen em còn được size 1, size 2 và size 3. Chốt em màu xanh đen. Bộ này con hết size cô rồi cô ơi. Hết size 6 rồi. Còn được bộ màu xanh Coban size số 6. Còn được bộ màu xanh Coban size số 6 nha cô Nga Nguyệt. Nguyệt ơi 75kg. Xanh đen size số 3 cho chị Trinh Nguyễn. Coban 3 cho chế Bo Vũ. Ủa Coban mình có 3 không? Ủa 5 thì em coi 3 nữa. Chết màu 1, 1, 5, 6. Cô Ban em không có 3, chị Bo Vũ rồi bạn coi nhầm á. Cô Ban hiện tại em còn được 156. Cô Ban hiện tại em còn được 156 nha, không có 3 cho chị mà nôi đất. Nghĩa đầu gói em á. Còn hai mấy? 1, 2, 3. Màu nâu đất em còn được size 2 với size 3 cả nhà. Nâu đất em còn được 1, 2, 3, chốt giúp em màu nâu đất nha. Nâu đất em còn được size 1, size 2 và size 3. Lên giúp em màu nâu đất. Nâu đất em còn được 1, 2, 3. Các chị đẹp lên giúp giùm em màu nâu đất. Nâu đất 3 cho chị Trinh Nguyễn. Chị Trinh Nguyễn ơi, từ size 4 xuống size 3 chị mặc vừa không chị?
4 xuống 3 mình mặc vừa thôi nha. Tại vì bộ 6 mảnh này là form nó cũng gọn thôi nha chị, không có bự nha. Bà ba màu lam là chị mua bà ba áo lẻ ha, bà ba nguyên bộ gì chị Ngọc chưa? Với lại là chị mặc size số mấy à? Dạ, mặc cái cùng màu tím cẩm. Tím cẩm còn lên nữa. Như bên đó. Nâu đất size 3 cho chị Bao Vũ. Trời, có một bộ một phần. Rồi nâu đất 3 em hết rồi, chị Bao Vũ ơi, cho chế Trinh Nguyên là em hết rồi. Tím cẩm 1, 2, 3. Tím cẩm em còn được size 1, size 2 và size 3. Chốt em màu tím cẩm. Tím cẩm em còn được size 1, size 2 và size 3 nè chị. Chốt em màu tím cẩm nha. Màu lam mình còn size số 5 thôi Quyên. Còn lam nam em còn nha chị Ngọc Chưa ơi. Nhưng mà cái bộ màu lam đó là nó bị cái vải của nó bị dính dính mực phun hay gì á chị. Nó dính dài đốm trên cái vải á. Cái bộ đó em bán cho mình là 110 ha. Nếu mà chị đồng ý chị lấy thì em chốt à. Màu lam, riêng cái màu lam là 110. Màu cam đất em còn được size 2 với size 3 nè chị. Màu này cũng đẹp nè chị Bo Vũ. Cam đất em còn được size 2 với size 3. Chốt em màu cam đất nha cả nhà. Màu xanh đen thì em còn được size 1 với size 2 thôi. Màu xanh đen thì em chỉ còn được size 1 với size 2 thôi các chị. 1 với 2 thôi. Bộ đó thì mình nhìn kỹ mình mới thấy nha chị ơi. Chứ mặc bình thường thì không có sao hết. Nó dính cũng nhiều đó chị, đốm nhỏ cũng nhiều đó. Lên giúp em màu này là màu xanh đen ha. Chốt em màu xanh đen em còn được size 1 với size 2. Màu xanh Cuban là em còn được 156. Xanh Cuban em còn được size 1, size 5 và size 6. Nói chung là nhìn kỹ mới thấy. Còn nếu như mà mấy chị không chịu thì mấy chị chọn màu khác giúp em đi cho chắc ăn. Khách dễ tính thì người ta mặc không sao hết. Tại vì lại gần mới thấy. Rồi lên giúp em màu cam sữa nha. Cam sữa em còn được size 1 với size 5. Vậy lấy chị áo rộng chút được không chị? Là sao chị Ngọc Chưa? Em chưa hiểu. Áo rộng chút là sao? 70kg chị cao bao nhiêu? Em canh đúng size cho mấy chị thôi. Mấy chị muốn lấy rộng là lấy lớn hơn size hay là sao? Chớ em màu cam sữa đi cả nhà. Màu cam sữa. Rồi màu xanh ngọc em cũng còn được size 1 với size 2 luôn. Màu xanh ngọc em còn được size 1 với size 2 luôn ha. Rồi em upline ở đây luôn nha cả nhà ơi. Chốt em màu xanh ngọc à. Xanh ngọc em còn được size 1 với size 2. Em hẹn các chị vào buổi live trưa mai ha. Xanh Cuban với cam sữa size số 5 em chốt cho chiếc kim sơn. Ok chiếc kim sơn.
hẹn gặp lại các chị vào buổi live trưa mai nha cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Có gì các chị coi lại live giùm em ạ. Mai có mẫu mới về em sẽ like mẫu mới cho các chị ha. Rồi em chào cả nhà. Anh lại bắt đầu là nó be tua vậy. Hết size 6 rồi chị Nguyễn Nguyễn ơi. Bộ em mặc hết chân size 6 rồi, chỉ có còn một màu xanh cobalt là có size số 6 thôi, còn lại là hết rồi chứ.